Rồi, chúng ta bắt đầu học bài mới luôn nha các bạn. Chúng ta bắt đầu tiết học nha. Hiện tại nhóm mình chỉ thiếu bạn Hương thôi đúng không nè? Rồi, hôm nay cô sẽ sửa tiếp bài tập của bài 11 và dạy cái nội dung bài mới là bài 12 cho các bạn. Chúng ta sửa bài tập trước ha. Cô chia sẻ màn hình. Rồi. Các bạn có xem được màn hình của laptop cô không? Rồi, chúng ta bắt đầu ha. Hôm trước các bạn có sửa phiếu bài tập này chưa? Cô Hằng có sửa cho các bạn câu nào chưa? Chưa, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu luôn ha. Và hôm trước chúng ta đã học về độ cao của âm. Bạn nào nhắc lại cho cô xem độ cao của âm mình phụ thuộc vào cái gì vậy các em? Bạn ý đi, có bạn ý không? Ý ơi, độ cao của âm phụ thuộc vào cái gì vậy ý? Phụ thuộc vào cái gì nè? Âm của mình càng cao khi cái gì càng lớn. Hello, các bạn nghe rõ không các bạn? Im lặng vậy. Cô gọi một bạn ha. Khang ơi. Nghe rõ không Khang? Rồi, Khang cho cô hỏi hôm trước mình học đó. Một cái âm càng vật phát ra âm càng cao khi nào vậy em? À, khi tần số dao động càng lớn. Rồi, bạn trả lời chính xác ha. Vậy Huy đâu? Huy trả lời giùm cô xem tần số dao động là gì vậy Huy? Đúng rồi. Thì hôm trước chúng ta đã được học là tần số là số dao động trên một giây. Và cái vật có tần số càng lớn thì phát ra âm càng cao. Hôm nay cô sẽ sửa bài tập cho mình ha. Rồi, bài 11.1, vật phát ra âm cao hơn khi nào? Bạn Phúc trả lời cho cô được không nè? Khi vật dao động mạnh hơn. Các bạn khác có giống bạn không em? Ý có giống bạn không ý? Chọn câu A. Khi vật dao động mạnh hơn. Rồi, có bạn nào chọn đáp án khác không? Hay là cùng đáp án với bạn hết? Cô gọi thêm một bạn nữa ha. Bạn Khang đi. Khang chọn đáp án nào vậy Khang? Câu A. Một vật. Câu nào con?
mới cô mới hỏi kiến thức cũ hồi nãy các bạn nhớ không nè, vật phát ra âm cao hơn khi có tần số dao động lớn hơn, nhớ không? Mới hỏi xong, mới nhắc kiến thức xong đó. Này là đúng cái câu định nghĩa luôn, được chưa? Vật phát ra âm cao hơn khi tần số dao động lớn hơn. Ngược lại, khi mà vật phát ra âm nhỏ thì mình biết là tần số dao động của nó nhỏ, được không? Nhớ bài chưa nè? Vậy thì chúng ta chọn câu câu D nha. Cái này chứ bữa trước cô Hằng dạy chắc có thí nghiệm chứ. Câu 11.1 là câu D nha. Khi tần số lớn, để cô chỉnh màu lại. Được chưa? Câu 11.2. 1.2 ý trả lời giùm cô được không ý? Số dao động trong 1 giây gọi là gì em? À, số dao động trong 1 giây bạn nói là hét vậy phải không? Không. Chứ sao con? F hả? Chạy phải không? Z phải không? Rồi, có bạn nào câu trả lời khác bạn không? Bạn trả lời đúng không nè? Có bạn nào xuống phong không? Sao con? Con trả lời sao nè? À, số dao động trong 1 giây gọi là tần số. Vậy hét là cái gì vậy con? Đúng rồi. Số dao động trong 1 giây người ta gọi là tần số, các bạn nhớ nha. Và đơn vị đo của tần số mới là chữ hertz lúc nãy mà bạn nói là Hz ha. Và viết của nó mà viết nguyên văn của nó là chữ hertz ha. Được chưa? Rồi, tiếp ha. Tai người bình thường có thể nghe được những âm có tần số từ chấm 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 đến. À, bạn nào biết câu này không? Bạn Huy, Huy biết câu này không Huy? Tai người bình thường có thể nghe được những âm có tần số bao nhiêu nè? 20. Đến máy còn quên rồi. Rồi, các bạn nào hỗ trợ cho bạn không? Từ 20 hẹt đến bao nhiêu vậy nè? Các bạn nào nhớ không? Đây là 20 ha. 20 hẹt. Các bạn nào nhớ không? Hỗ trợ cho bạn xem. Đúng rồi, từ 20 đến 20 ngàn hét ha. Có người đọc là hét, có người đọc là hét. Cái này thì tùy vào các em đọc thôi, ký hiệu cho đúng ha. Rồi, âm càng bổng thì tần số dao động càng chấm chấm chấm. Càng như thế nào đây? Bạn nào biết? Càng cao. Vậy thì ở dưới âm càng trầm thì tần số dao động càng như thế nào vậy bạn ý đi. Đúng rồi, âm càng bổng thì tần số dao động càng cao, âm càng trầm thì tần số dao động càng thấp, được chưa nào? Tiếp ha. Hãy so sánh tần số dao động của âm cao và âm thấp của các nốt nhạc đồ và rê, đồ và đố. Đây là bài 13.11.3 ha. Giờ mình so sánh giữa tần số dao động âm của âm đồ và âm rê đi. Tần số của âm nào cao hơn vậy Khang? À, âm rê
tần số dao động cao hơn, đúng không nè? Những bạn khác có cùng câu trả lời với bạn không? Chấm rê cao hơn à, cô đánh màu chấm rê thôi. Các bạn khác có cùng câu trả lời với bạn không? Phúc, âm nào có tần số dao động lớn hơn em? Đúng rồi, do âm rê của mình là âm cao hơn nên tần số dao động sẽ lớn hơn. Vậy thì còn âm đồ với âm đố thì sao vậy Huy? Âm đồ và âm đố, âm nào có tần số? Âm đố của mình nó có tần số dao động lớn hơn vì nó cao hơn. Dạ nè. Rồi, cô tiếp ha. Có ai thắc mắc cái gì chỗ này không nè? Rồi, câu bài 11.4. Khi bay, con mũi, nhiều con vật vỗ cánh phát ra âm thanh. Con mũi thường phát ra âm thanh cao hơn con ong. Trong hai con trùng này, con nào vỗ cánh nhiều hơn? Bạn nào biết? Bạn nào biết xung phong xem? Các bạn nào biết không nè? Con mũi thì sao con? Lý do gì mình biết con mũi vỗ cánh nhiều hơn nè? Bạn nói hoàn toàn chính xác ha. Vì con mũi của mình phát ra âm cao hơn nên hiển nhiên là tần số nó lớn hơn. Tần số lớn hơn có nghĩa là nó vỗ cánh nhiều lần hơn, được chưa nào? Vậy thì câu B, tại sao chúng ta không nghe được âm do cánh con chim đang bay tạo ra? Có bạn nào biết không? Tại sao? Một bạn nói là vì con chim nó phát ra tần số nó thấp. Nó đúng là con chim nó vỗ cánh thì cái tần số nó thấp nên không có nghe được. Có bạn nào có đáp án khác bạn không? Hay là bạn mình hoàn toàn chính xác rồi nè? Các bạn nào có đáp án khác không nè? Cô hỏi một bạn ha, bạn Huy đi, bạn có câu trả lời giống bạn không? Vậy á hả? Rồi, vậy ý có câu trả lời giống Huy không nè? Câu trả lời đó là chính xác ha. Chúng ta không nghe được âm của con chim đơn giản là vì cái tần số của cái cánh chim nó đập đó nó không có đủ lớn để chúng ta có thể nghe thấy được. Rồi, bài 11.5 là hãy sử dụng nhạc cụ ở bài tập 10.5 để làm cái bảng này. Các bạn về làm thí nghiệm thử ha. Có sách bài tập không hết không các em? Các em có sách bài tập hết không? Các bạn có sách bài tập không? Trong sách bài tập có kêu là mình sử dụng nhạc cụ tự làm ở bài 10.5 là bài trước á, để điền thông tin vào cái bảng này làm thử ha, được không? Không có sách hả? Bài 10.5 trong sách bài tập là kêu mình làm một cái bộ đàn từ những dụng cụ có sẵn, có thể là cái ly nè, hoặc là có con làm chai, hoặc là ống nghiệm đều được. Và con đổ nước theo từng cái mức độ là tăng dần hoặc giảm dần theo 7 nốt nhạc. Chưa? Cái mức độ nó tăng dần từ từ hoặc là giảm dần từ từ tùy theo con thôi. Rồi con làm thí nghiệm với từng cái chai như vậy, con thổi vào thì con sẽ nghe được cái âm nó phát ra như thế nào.
chưa? Các bạn về làm thử thí nghiệm này ha. Mình xem là đối với những cái chai có nước nhiều thì âm như thế nào, những cái chai có nước ít thì nó như thế nào, được chưa nè? Cũng có thể nếu con không có sắp bài tập thì con có thể lên Google search lại cái thí nghiệm đó. Cái thí nghiệm đó ở đây cô không có hình ảnh. Đơn giản là mình tạo ra một cái cây đàn bằng bằng nước, được chưa nè? Cái bài này thì mình làm thử ha. Cô qua cái bài tiếp. Bài này có các con tự làm, các con tự rút ra đáp án thì nó lại hay hơn. Phải chi học trực tiếp thì cho làm được rồi. Làm tiếp bài 11.6 nha. Vật nào dao động với tần số lớn nhất? Hay có bạn nào trả lời được câu này hay không? Ý làm được câu này không ý? Chọn câu A. Làm sao con chọn được câu A vậy nè? Con chia như vậy là con đang tính cái tần số đúng không nè? Con tính xong rồi con chọn cái lớn nhất, được chưa? Bạn chọn câu A. Các bạn khác làm được không nè? Bạn Huy làm được không Huy? Phúc làm được không Phúc? Bạn Phúc với bạn Khang làm được câu này không nè? Được ha. Giỏi. Vậy thì mình chỉ cần tính tần số là mình lấy dao động này mình chia cho thời gian, được chưa nè? Câu A mình chia ra sẽ ra là 200 dao động, 200 hẹt ha. Câu B mình chia là mình phải đổi phút sang giây, mình chia lại thì nó chỉ còn có 50 thôi. Câu này còn một đáp án là 100, câu này là 60, nên mình chọn câu A là lớn nhất. Được ha. Câu 7. Khi nào ta nói âm phát ra trầm? Khi nào vậy Khang? Khi âm phát ra với tần số thấp, được chưa nè? Cái này nãy giờ nói nhiều rồi ha. Mình chọn đáp án B, bạn chọn đáp án đúng ha. Rồi câu 8. Câu 8 cô nhờ bạn Huy đi. Huy làm câu 8 giúp cô ha. Huy còn đó không Huy? Chọn câu C. Rồi bạn Huy chọn câu C. Cô gọi một bạn nữa ha. Bạn ý chọn câu nào vậy ý? Rồi hai bạn chọn câu C. Khang chọn câu nào vậy con?
Zero. Rồi bạn Phúc chọn câu nào? Phúc ơi, Phúc chọn câu nào vậy? Rồi, Phúc trả lời cho cô tại sao Phúc lại chọn đáp án C mà không chọn những đáp án khác nè. Câu A. Tại sao Phúc lại chọn câu A? À, con nghĩ thế. Rồi, cô hỏi bạn Khang ha. Khang chọn câu C đúng không nè? Vậy thì Khang cho cô biết coi tại sao Khang chọn câu C mà không chọn những câu khác nè. À, nhớ lại xem, dây dao động mạnh thì âm nó phát ra là càng cao hay là càng to ta? Cao với to nó khác nhau nha con. Cái âm mình cao như là mình hát đồ re mi fa sol la si đô thì nó theo cái mức độ âm nó cao dần. Nhưng còn to thì con sẽ nghe nó lớn hơn đúng không nè? Vậy thì nếu mà dây dao động mạnh thì âm phát ra nghe càng cao hay là càng to? Nghĩ xem. Câu hỏi một bạn nữa ha. Bạn sao con trả lời phải không? Rồi, một bạn nữa. Bạn ý đi. Ý ơi. Dây đàn mình dao động càng mạnh thì âm phát ra càng cao hay là âm càng to vậy ý? Càng cao. À, mình chỉ mới về học về độ cao của âm thôi được không các con? Độ cao của âm nó càng cao khi là vật dao động càng mạnh hay là càng nhanh hay là tần số của nó càng càng lớn thì âm của mình phát ra càng càng cao. À, bình thường mình phát âm ra cao là mình hát, mình gồng, mình hát á, những cái nốt cao lên á thì cái đó mới gọi là cao chưa. Còn âm to là lớn nhỏ thì nó lại khác, các con phải phân biệt được thế nào là âm to, thế nào là âm cao được chưa nè. À, và âm to khi khi biên độ dao động lớn và một chút xíu nữa mình sẽ được học được chưa. Bây giờ mình xét xét câu trả lời ha. Câu 8 này, câu A, câu 8 câu A người ta nói là dây đàn càng căng thì dao động càng càng nhanh, âm phát ra có tần số càng càng lớn. À, câu này là câu chính xác ha. Mình xét những câu khác coi nó sai ở chỗ nào nè. À, dây đàn càng căng thì dây dao động càng chậm đúng không? Nó căng thì nó dao động chậm hay nhanh? Âm phát ra có tần số càng càng nhỏ. Dây căng thì nó dao động chậm hay nhanh vậy Huy? À, dây căng thì phải dao động phải nhanh nên câu B này mình lỗi ngay từ cái ý 2 rồi được chưa? Vậy là câu B mình không chọn được, câu B sai. Câu C, dây càng căng dao động càng mạnh. Nhưng mà cái ý 3 nó nói là âm phát ra càng càng to. À, lúc nãy mình nói dao động mạnh hay yếu thì âm nó phát ra là cao hoặc thấp thôi.
nên là câu C và câu D mình loại luôn. Mình chọn đáp án A. Được chưa nè? Có bạn nào thắc mắc câu trả lời này không? Được hết không các con? Phúc được câu này chưa Phúc? Huy được chưa? Các con hiểu chưa? Rồi, tiếp nha. Câu 19. Tại sao khi biểu diễn đàn bầu, nghệ sĩ thường dùng tay uốn cần đàn? Tại sao đây? Bạn nào biết, tôi cho Xuân Phong. Bạn nào biết câu này không nè? Ý biết không ý? Ý biết trả lời câu này không? Không hả? Bạn Khang biết câu này không nè? Con biết không? Huy biết không Huy? Biết hả? Bạn nào biết? Bạn nào biết trả lời cho cô xem. Khi mình ở các bạn đợi cô xíu ha. Cô cho bạn Hương vào. Rồi, sorry đợi cô xíu nha. Copy cái link ở đâu? Đợi cô xíu nha các bạn. Rồi trở lại ha, các bạn nghe cô nói chưa? Alo. Alo. Alo, các bạn có nghe cô nói không nè? Rồi. Mình tiếp tục ha. Khi biểu diễn đàn bầu, người nghệ sĩ thường dùng tay kéo cái cần đàn. Các bạn có biết cái đàn bầu không? Cái đàn bầu của mình dài, trên cái đàn bầu có một cái cần như cái đàn như thế này. Bên đây có một cái cần như thế này nè. Cái cần này khi mà người ta biểu diễn, người ta sẽ uốn cái cần này đó, để cho nó thay đổi được cái độ căng của dây đàn, và từ đó sẽ làm thay đổi tần số dao động. Âm phát ra nó sẽ tùy thuộc vào cái độ căng đó, và nó sẽ có được những cái âm cao thấp khác nhau. Được chưa? Biết cái đàn bầu không? Có bạn nào không biết cái đàn bầu không? Nói cô nghe nha. Con không biết cái đàn bầu phải không? Cô mở cái đàn bầu cho bạn xem. Đàn bầu ha. Đây là cây đàn bầu. Đây. Cho nó to lên. Con thấy không? Cây đàn bầu đây. Thấy không bạn? Nó có một cái thân. Một cái thân như thế này.
có một sợi dây duy nhất thôi nối từ thân tới cái cần đây, cái cần hả con? Khi mà người ta đàn, người ta sẽ kéo cái cần này, kéo qua kéo lại để cho thay đổi được cái độ căng của cọng dây này. Khi độ căng thay đổi thì con có thể thay đổi được độ cao thấp hay là trầm bổng của những phím đàn, được chưa nào? Được chưa con? Những bạn khác được không? Được ha. Rồi chúng ta tiếp. Bạn Hương vào được chưa vậy Hương? Dạ dạ được rồi cô. Được rồi ha. Cô mở lại tiếp ha. Rồi mình tiếp tục ha. Câu 10. Bằng quan sát và lắng nghe, âm phát ra từ một chiếc đàn guitar. Khi ta gãy dây đàn, rồi cùng gãy dây đàn của nó nhưng bấm lần lượt ở các phím khác nhau, hãy đưa ra nhận xét về tần số dao động của dây đàn khi thay đổi vị trí bấm trên phím đàn. Khi mình thay đổi vị trí bấm trên phím đàn thì cái gì thay đổi vậy? Mấy bạn biết hết cái đàn guitar không? Đàn guitar nó có nhiều dây, và khi mà người ta đàn thì người ta sẽ ấn ở những cái vị trí khác nhau trên cái dây đó, người ta gọi là bấm phím đàn đó. Vậy thì khi bấm như vậy thì mình thay đổi được cái gì? Bạn ý trả lời lại cho cô ha. Người ta sẽ thay đổi được độ trầm bổng của các cái phím đàn. Vì khi mà mình bấm như vậy thì cọng dây của mình nó sẽ thay đổi về cái chiều dài của dây nè, chưa? Từ đó nó làm cho cái âm phát ra cao thấp khác nhau, chưa nè? Rồi, đó là toàn bộ nội dung bài tập của bài 11 cô đã vừa ôn xong cho các bạn. Có bạn nào thắc mắc gì về cái bài này nữa không nè? Thắc mắc thì hỏi cô nha, còn thôi cô qua bài mới ha. Bạn Hương mới vào đó, Hương có thể thắc mắc gì về bài 11 có thể hỏi cô ha. Dạ. Rồi cô tiếp nha, cô qua bài mới nha. Rồi cô tắt cái file này đi, cô mở bài mới. Chúng ta sẽ được học một bài mới. Mình đã biết độ cao của âm rồi thì hôm nay mình sẽ học về độ to của âm. To là lớn hay nó nhỏ đó. Trước khi học cái này thì có bài cũ nhắc lại một xíu. Tần số là gì? Đơn vị của tần số. Khi nào âm phát ra cao, âm thấp? Rồi bạn Hương mới vào, bạn Hương nhắc cho cô ha. Tần số là gì vậy Hương? Dạ cô, tần số là dạ cô là con không nhớ. Rồi một bạn nhắc cho bạn Hương nhớ cái nè, xung phong lên, tần số là gì đây? Bạn nào không có bạn nào xung phong luôn hả? Bạn Huy đi, tần số là gì vậy Huy? Đúng rồi, tần số là số lần dao động trên một giây. Rồi đơn vị của tần số là gì? Hẹt, ký hiệu là H. HZ, đúng rồi. Đơn vị của tần số là hẹt, ký hiệu là HZ, được chưa nè? Rồi, tiếp ha. Khi nào âm phát ra cao, khi nào phát ra thấp vậy? Bạn nào nói trả lời lại rồi, bạn Phúc đi.
À, tần số cao thì phát ra âm càng càng cao, và tần số thấp thì âm phát ra càng càng thấp, được chưa nè? À, đây là nội dung. Âm cao người ta còn gọi là âm bổng, âm thấp thì người ta còn gọi là âm âm trầm ha. Tiếp. Một bạn học sinh cho rằng các vật dao động ở tần số từ 20 đến 20.000 Hz mới phát ra âm thanh. Nếu dao động với tần số nhỏ hơn 20 Hz hoặc lớn hơn 20.000 Hz thì không phát ra âm thanh. Theo em, ý kiến trên có đúng hay không? Tại sao? À, bạn nào trả lời được câu này đây? Bạn nào trả lời được không? À, Hương trả lời được không? Alo. À, Hương ơi, Hương có nghe cô nói không nè? Bạn Hương còn đó không? Còn như cô gọi bạn khác nha. Bạn ý đi. Ý trả lời một câu này được không nè? Ừ. Ừ, tại sao vậy con? À, bạn nói là về dưới 20 Hz thì âm à, nghe được không? Rồi, một bạn khác ha, đó là ý kiến của bạn ấy. Một bạn khác. À, bạn Khang còn đó không ta? À, rồi, Khang cho cô biết rồi ý kiến của Khang về câu này như thế nào nè. À, rồi cô hiểu ý bạn ha. Bạn nói là dưới 20 Hz và lớn hơn 20.000 Hz vẫn phát ra âm thanh nhưng mà không nghe được, vì lý do là cái người mình chỉ nghe được tần số từ 20 đến 20.000 Hz thôi. Và câu trả lời của hai bạn lúc nãy giờ thì nó gần như nhau đúng không nè? Và cô cho đáp án ha. Ý kiến trên này là không đúng. Dưới 20 Hz người ta gọi là hạ âm, trên 20.000 Hz người ta gọi là siêu âm. Đó là những âm thanh vẫn phát ra nhưng nó không nằm trong cái tần số mà con người nghe được. Nên thực chất là mình không nghe được thôi. Thực ra là nó vẫn vẫn phát ra âm thanh, được chưa nè? À, các bạn khác được chưa nè? Cô ba nha. Ổn chưa? Con hiểu không Huy? À, Phúc hiểu chưa Phúc? À, rồi bạn Hương hiểu chưa nè? Hương đâu rồi? Mất tiêu rồi. Tiếp nha. Rồi. Chúng ta đã biết là âm của mình nó có âm âm cao âm thấp, vậy thì cái việc mà âm phát ra to và nhỏ nó phụ thuộc vào cái gì thì mình sẽ học bài này ha. Đây. Bài 2, 12 độ to của âm. Mình làm cái thí nghiệm của sách giáo khoa. Bạn nào có thước ở đó không? Mình làm liền luôn nè. À, con có thể dùng thước hoặc là con có thể dùng cái gì đó mỏng mỏng đó mà mình có thể kéo cho nó lệch ra để nó dao động nè. Có thể là thước, có thể là một cái thanh sắt hoặc là một cái thanh gỗ gì đó. Làm thử ha.
Thí nghiệm là mình sẽ cố đầu một cái đầu thước. Mình để cho nó cân bằng trước, sau đó mình nâng cái đầu thước lên cho nó lệch khỏi vị trí cân bằng, rồi thả tay cho nó dao động. Trong trường hợp là mình kéo nó lệch ra nhiều, và trường hợp thứ hai là mình kéo nó lệch ít thôi. Từ đó so sánh xem cái việc mà mình kéo lệch ra nhiều hay ít vậy á, nó có ảnh hưởng gì tới cái âm thanh của mình hay không. Các bạn làm thử hôm nè, có thước sẵn đó không các con? Mình có thước mình làm thử liền. Các bạn làm thí nghiệm này được không nè? Có bạn nào làm thử không? Làm thử cho cô đáp án xem. Mình làm và mình sẽ điền vào. Đây, điền vào cơ bản ha. Có bạn nào làm chưa? Rồi. Con có làm được thí nghiệm không vậy Phúc? Alo Phúc ơi. Phúc đâu rồi? Alo. Rồi, bạn Huy có đó không Huy? Con có làm được thí nghiệm này không? Làm được, con làm được sao đâu, con cho câu kết quả coi nè. Dao động mạnh, anh này dao động mạnh phải không? Rồi gì nữa con? Còn đầu thước lệch ít thì dao động. Rồi đúng không nhỉ? Đúng ha. Thực chất cái này con chỉ làm thí nghiệm và đưa ra kết quả thôi, nên không phải sợ là đúng hay sai đâu. Thấy sao thì mình cứ nói vậy thôi. Rồi cô hỏi một bạn nữa ha. Bạn Khang đi. Khang làm thí nghiệm chưa Khang? Rồi. Vậy thì bạn đã cho cô biết là khi mình nâng đầu thước lệch nhiều thì đầu thước dao động mạnh, ngược lại thì đầu thước dao động yếu. Vậy con cho cô biết xem khi mà mình nâng đầu thước lệch nhiều thì âm phát ra to hay nhỏ nè. Nhỏ, còn đầu thước lệch ít là âm phát ra to. Rồi cô cảm ơn Khang. Cô hỏi một bạn nữa ha. Ý ơi, con làm thí nghiệm chưa? Con không có thước đó hả? Rồi. Con bữa nào con tìm thước mỏng hơn, hoặc là con kiếm một cái bìa giấy cũng được nữa chứ, hoặc là cái gỗ đó, cái miếng gỗ mỏng mỏng rồi con làm thử ha. Rồi cô hỏi một bạn nữa xem, bạn Hương có đó không? Bạn Hương với bạn Phúc đâu rồi? Alo, Hương với Phúc có ai đó không? Rồi bạn Phúc cho cô biết là bạn Phúc thực hiện thí nghiệm chưa? Mất tiêu rồi. Cô thấy bạn Hương mới vừa vào phải không Hương? Bạn Hương có thước đó không? Bạn Hương làm cho cô một cái thí nghiệm xem nào. Ô, không có thước luôn. Rồi vậy thì thí nghiệm này để các bạn làm sao ha. Thí nghiệm của mình là mình lấy cái thước, mình đặt cho nó ở vị trí cân bằng,
con sẽ đưa cho nó một đầu nó rời khỏi bàn một xíu, sau đó con kéo cái đầu tự do đó, cái đầu con không có dính đó, con kéo ra một cái thì con kéo lệch nhiều để xem cái nó dao động mạnh hay yếu, âm tác ra to hay nhỏ. Và con làm thí nghiệm tương tự như vậy, con kéo nó lệch ít hơn một xíu để xem là nó dao động mạnh hay yếu và cái âm nó phát ra to hay nhỏ, được chưa nè? Cái thí nghiệm này mình làm ha. À, bây giờ cô đưa ra cái kết quả cho mình luôn ha, về làm thử kiểm tra xem có cái kết quả giống như của cô không. Lúc nãy có một bạn nêu ra là nếu mà bạn nâng đầu thước nghịch nhiều thì âm phát ra lại nhỏ. À, âm phát ra khi mà mình nâng thước lệch nhiều thì âm phát ra sẽ to ha con. Con làm lại cái thí nghiệm thử xem sao ha. Còn đối với cái việc mà nâng đầu thước lệch ít hơn thì âm phát ra sẽ nhỏ hơn, được chưa? Các bạn hãy thử làm thí nghiệm này và kiểm tra xem kết quả của cô đưa ra có đúng không nè. Rồi cô tiếp ha. Vậy thì đây mình rút ra một kết luận là khi nào âm phát ra to? Khi vật dao động mạnh hay yếu vậy ý? À, khi vật dao động mạnh thì âm phát ra to. Dạ, ngược lại được chưa nè? Khi vật dao động yếu thì âm phát ra nó sẽ nhỏ. Và cái sự dao động mạnh hay yếu đó, hoặc là cái độ mà lệch của thước đó, cái độ lệch của thước con kéo ra đó người ta gọi là biên độ dao động, được chưa? Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó. Khi mà con kéo cái thước lệch ra khỏi vị trí cân bằng, con kéo lệch ra càng nhiều thì biên độ dao động càng lớn, vì nó tính theo cái độ lệch đó. Nếu con kéo nó lệch hơi thôi thì lúc này biên độ dao động của mình nó sẽ nhỏ hơn. Chứ nè, nó cùng một vật nhưng biên độ dao động có thể nhỏ hay lớn tùy thuộc vào cái độ lệch của con tạo ra. Được không nè? Có bạn nào thắc mắc ở chỗ này không? Có thắc mắc chỗ này không vậy Khang? Được không con? Được ha. À, được không vậy Hương? Ổn không em? Chỗ này được không? Được ha. Rồi cô tiếp tục nha. Đó là một cái điều mình đáng lưu ý là biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động. Vậy thì bạn nào điền vào những cái chỗ trống đấy cho cô xem nào. Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng ... thì biên độ dao động càng, âm phát ra càng gì đó. Một bạn điền cho cô thử xem. Các bạn nào xung phong không? Cô hỏi bạn Huy đi. Huy điền cho cô con này nha Huy. Rồi bạn cho cô hỏi ha. Người ta định nghĩa là biên độ dao động là độ lệch lớn nhất. Có nghĩa là bình thường nó nằm như thế này, được chưa? Thấy tay cô không? Bình thường nó nằm như thế này đi. Bây giờ mình bẻ nó lên như thế này. Bẻ nó lên cao hơn một xíu như thế này đi. Thì biên độ dao động có phải là cái khoảng cách này không? Cái khoảng cách từ hai cái bàn tay của cô, được chưa nè? Vậy thì biên độ dao động là mình so sánh là mình so sánh nó càng nhanh hay là nó càng lớn, cái khoảng cách này? Biên độ dao động là khoảng cách thì nó mình dùng chữ là càng lớn hay là càng nhanh vậy ở phút? Ôi. Càng nhanh.
Rồi, cô điền vào cho bạn xem ha. Đầu thước mình lệch khỏi vị trí cân bằng càng nhiều thì biên độ càng lớn, âm phát ra càng to. Biên độ dao động là, để coi, ví dụ như cô có cái tủ bệnh vỡ như thế này, biên độ nó nằm bằng như vậy là vị trí cân bằng của nó chưa, nhưng mà giờ cô không thích, cô kéo nó lên. À, cái vị trí lúc đầu của nó là vậy, cô kéo nó lên thì nó sẽ bị lệch một phần, được chưa? Vậy cái khoảng từ cái quyển vở tới cái viết ngay chỗ ngón tay cô nè, nó là biên độ dao động đó. Thì thực chất biên độ dao động nó là một cái khoảng cách, được chưa nè? Khoảng cách thì mình sẽ dùng từ là lớn hoặc nhỏ. Còn cái chuyện nhanh hay chậm thì người ta sẽ nói về cái dao động, được không? Nó di chuyển mới gọi là nhanh hay chậm. Còn cái khoảng cách thì mình dùng từ là lớn hoặc nhỏ. Các con hiểu chỗ này chưa? Hiểu không? Con hiểu được chỗ này không vậy Hương? À, rồi bạn 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 ý hiểu không nè? Hiểu ha. Rồi mình nhớ là nói về biên độ thì mình sẽ sử dụng là từ lớn hoặc nhỏ, hiểu chưa? Vậy thì từ cái thí nghiệm lúc nãy giờ mình sẽ rút ra được kết luận là đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng nhiều thì biên độ càng lớn, âm phát ra càng to. Và ngược lại, nếu đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng nhỏ, càng ít đi thì biên độ dao động của mình nó sẽ càng càng nhỏ, âm phát ra cũng nhỏ luôn, được chưa nè? Đó là cái kết luận của mình ha. Yeah. Rồi mình tiếp tục mình thực hiện cái thí nghiệm tiếp theo. Thí nghiệm 2 là người ta treo một quả cầu bắp vào sợi dây thẳng đứng vừa chạm vào mặt trống, thì lắng nghe xem trong cái hai trường hợp là mình gõ mạnh và gõ nhẹ thì cái quan dao động của quả cầu này nó như thế nào. Đây là cái thí nghiệm. Cái quả cầu bắp đơn giản nó chỉ là một cái quả cầu treo lên một sợi dây thôi các con. À đây ha, cái này người ta gọi là cái quả cầu bắp nè, một cái quả cầu treo lên một sợi dây để sát vào cái mặt mặt của cái trống, được chưa nào? Và người ta thực hiện thí nghiệm bằng cách là sẽ gõ vào mặt trống, gõ mạnh và gõ nhẹ để xem là cái âm nó phát ra như thế nào, chưa? Rồi các bạn quan sát và cho cô share cái kết luận ha, xem là đối với trường hợp gõ gõ nhẹ và gõ mạnh thì cái quả cầu này nó di chuyển như thế nào, ra xa hay là lại gần so với cái trống nha. Đây là trường hợp gõ nhẹ trước nè, đó, chờ, xem lại lần nữa ha, đó, đây là trường hợp gõ nhẹ, tiếp nha, đây, đây là trường hợp mình gõ mạnh hơn, đó, chờ, xem lại nè, đây. Vậy thì các bạn nào cho cô biết khi gõ mạnh và gõ nhẹ trường hợp nào quả cầu của mình nó di chuyển ra xa hơn? Bạn bạn Hương đi, trong hai trường hợp nào quả cầu di chuyển ra xa trống hơn vậy Hương? À, khi mà mình gõ mạnh thì quả cầu của mình di chuyển ra ra xa trống hơn. Vậy thì các bạn nào điền vào đây cho cô câu này ha. Quả cầu lệch càng cái gì đó chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng, tiếng trống ra phát ra càng chấm chấm chấm. À, các bạn nào điền được không? Bạn Khang, Khang điền được câu này không Khang? Hello. Con đi được không nè? Cô hướng dẫn một xíu ha.
trong cái thí nghiệm lúc nãy của mình, một cái là đánh mạnh vào trống, một cái là đánh nhẹ vào trống, thì mình nhận thấy là khi mình đánh vào trống mạnh hơn thì quả cầu bắp nó bị lệch nhiều hơn. Nó lệch nhiều hơn, vậy biên độ dao động của mình trống lớn hơn hay nhỏ hơn? À, một bạn cho cô biết xem. Bạn Huy đi. Huy có nói không nè? Khi mà quả cầu bắp bị lệch nhiều vậy thì mình chứng tỏ được biên độ dao động của mặt trống lớn hay là nhỏ hơn vậy vậy Huy? Đúng rồi. Nó lớn hơn nó mới đẩy được cái quả cầu đi xa hơn, được chưa? Vậy thì mình ra được một kết luận là quả cầu bắp lệch càng càng nhiều thì chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống nó càng càng lớn. Thì tiếng trống nó phát ra nó sẽ lớn hay nhỏ vậy bạn Phúc? Phúc có đó không nè? Alo, Phúc còn đó không em? Còn vậy cô gọi bạn khác nha. Bạn Hương đi. Hương ơi. Đâu rồi, các bạn không hết rồi. Hương có đó không Hương? Tiêu luôn rồi. Bạn Ý đi, Ý có đó không em? Nếu mà quả cầu bắt lệch nhiều thì theo con đoán là tiếng trống nó lớn hơn hay nhỏ? Rồi. Vậy thôi bạn. Vậy thôi Hương trả lời cho cô ha. Nếu mà quả cầu bắt của mình lệch nhiều thì tiếng trống của mình lớn hay nhỏ vậy Hương? Nghe cô nói không? Khi mà quả cầu bắp của mình nó lệch nhiều, biên độ của mặt trống nó lớn thì tiếng trống của mình nhỏ hay lớn vậy Hương? Câu hỏi một bạn nữa ha. Thì hồi cái thí nghiệm của mình đó, nghe âm nó không có rõ chưa nè, nên là chắc cái này là mình đoán thôi. Cô mời một bạn nữa ha. Cô mời bạn Khang đi. Khang cho cô biết xem là nếu mà quả cầu bắp nó lệch nhiều thì tiếng phát ra lớn hay nhỏ nè. Em đoán là lớn hay nhỏ đây? Một bạn nói là nhỏ và một bạn đoán là lớn ha. Nhưng thật chất nếu mà thí nghiệm này đúng ha, nếu mà các con nghe được thì con sẽ biết là cái tiếng trống mình, nếu mà quả cầu bắt lệch nhiều tiếng trống nó sẽ lớn hơn, được chưa? Nếu mà quả cầu bắt lệch nhiều thì biên độ dao động của vật mặt trống lớn và tiếng trống phát ra sẽ to hơn, được chưa? Vì mình này mình hạn chế thí nghiệm quá nên các bạn có thể thử ha. Giờ khỏi còn quả cầu bắp gì hết, con cứ lấy cái trống thôi, hoặc là một cái hộp thiết, hoặc là một cái son gì đó, con gõ thử, con gõ mạnh vào cho trống nó dao động nhiều thì xem là âm nó phát ra lớn hay nhỏ cho. Hoặc là con cũng có thể lấy một sợi dây thun thôi, con kéo thỏa dạng không dây thun thì con sẽ thay đổi được cái biên độ dao động và xem là biên độ lớn và biên độ nhỏ thì âm nó phát ra như thế nào. Cái này mình hoàn toàn có thể làm được ha. Bạn nào muốn nghiên cứu tìm tòi thì làm thử ha, làm thử xem là cô nói có chính xác hay không, được chưa? Và ở đây mình kết luận là nếu quả cầu lệch nhiều thì biên độ dao động lớn, âm phát ra to, và ngược lại nếu quả cầu dao lệch ít đi
thì biên độ dao động của mặt trống nó sẽ nhỏ và âm phát ra sẽ nhỏ. Thế nào? Vậy thì cho cô một cái kết luận xem, âm phát ra càng gì đó khi dao động của nguồn âm càng lớn. Bạn nào có thể điền vào chỗ này cho cô được không nè? Bạn Ý có thể điền cho cô không? Không điền được. Rồi, cô cảm ơn ha. Bạn Huy đi, Huy điền được không Huy? Huy điền sao nè, nó có nghe thử. Càng đúng rồi, âm phát ra càng lớn càng to đó ha, khi biên độ dao động càng lớn. Vậy thì nãy giờ mình có được hai cái khái niệm rất là quan trọng. Một cái là biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật so với vị trí cân bằng. Và một cái kết luận nữa là âm phát ra càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn. Được chưa nào? Vậy thì bây giờ mình kết luận, biên độ dao động càng lớn thì âm phát ra càng to, và ngược lại, biên độ dao động nhỏ thì âm phát ra càng nhỏ. Rồi, các bạn có phân biệt được cái nào là biên độ dao động chưa? Có cần cô giải thích gì nhiều chỗ này không? Bạn nào cần giải thích thì nói lên cho cô biết nha. Rồi, các bạn có thể ghi nhớ cái này ha. Nội dung quan trọng nhất của bài cũng là hai cái phần này. Thế nào là biên độ dao động và cái độ to nhỏ của âm nó phụ thuộc như thế nào vào cái biên độ dao động đây. Đây là hai ý lớn nhất của bài này, quan trọng nhất ha. Rồi, cô tiếp nha. Đây là kết luận thôi. So sánh độ cao và độ to của âm theo bảng sao. Mình làm cái bảng so sánh để mình khắc sâu kiến thức hơn nè. Đối về độ cao của âm thì người ta xét đến cái khái niệm là tần số. Còn độ to thì người ta sử dụng cái khái niệm là biên độ dao động. Được chưa? Rồi bây giờ, nếu mà vật dao độ cao của âm có tần số dao động như thế nào, vật sẽ dao động ra sao và âm phát ra như thế nào? Cô hỏi một bạn nghe, Hương, nếu tần số dao động nó lớn thì vật dao động mạnh hay yếu, âm phát ra lớn hay nhỏ, trầm hay bổng gì Hương? Rồi nè, cô hướng dẫn nè. Tần số dao động là nó dao động mạnh hay yếu đúng không nè? Vậy thì nếu mà bây giờ đối với mình xét về độ cao của âm ha, nếu mà tần số dao động của một vật nó lớn đi thì vật dao động mạnh hay yếu vậy em, và âm phát ra nó như thế nào nè? Đúng. Rồi. Độ cao của âm mình thường nói là to hay nhỏ hay là trầm hoặc bổng. Độ cao của âm thì mình phải nói là trầm bổng đúng chưa? Cao hoặc thấp nữa, mình có thể sử dụng những cái từ đó đối với độ cao. Chưa? Vậy thì nếu mà tần số dao động lớn, vật dao động mạnh thì âm phát ra trầm hay bổng nha em? Rồi, cô cảm ơn Hương ha. Cô gọi một bạn nữa. Bạn Phúc đi, Phúc có đó không?
Nếu mà tầng số dao động của âm lớn, vật dao động mạnh thì âm phát ra như thế nào vậy Phước? À, âm phát ra sẽ cao. Vậy nếu cô không sử dụng từ cao, cô sử dụng từ trầm và từ bổng thì từ nào mới đúng vậy Phước? Đúng rồi. Yeah. Khi mà tần số dao động lớn thì vật sẽ dao động nhanh, âm phát ra sẽ cao. Khi tần số dao động nhỏ, vật sẽ dao động chậm lại, âm phát ra sẽ thấp. Yeah. Khi nói về độ cao của âm, các em phải nhớ là độ cao thì mình sẽ sử dụng hai từ là cao, thấp hoặc là trầm, bổng. À, mình phải phân biệt được nó với độ to của âm ha. Rồi tiếp nha. Đối với độ to của âm, nếu mà biên độ dao động lớn thì vật dao động như thế nào, âm phát ra như thế nào vậy Huy? Alo, Huy còn đó không? Đúng rồi. Được chưa nè? Lớn to nhỏ thì được đúng không? Đối với độ to thì mình sẽ sử dụng là to hoặc nhỏ, hoặc là lớn nhỏ, được chưa? Thì khi mà biên độ dao động lớn thì vật dao động sẽ mạnh, âm phát ra sẽ lớn hơn. Còn đối với biên độ dao động nhỏ thì vật dao động sẽ yếu đi và âm phát ra sẽ nhỏ. Đây là toàn bộ kiến thức của bài 11 và 12 được tổng hợp vào cái bảng này. À, bạn nào cần thì cứ chụp hình lại ha. Cô tiếp nha. Tiếp. Và phần 2 la mã. Mình sẽ có độ to của một số âm theo cái bảng như thế này. À, khi tiếng nói mình thì thầm thì là 20 dB gì đó, nói chuyện to thì 40, tiếng nhạc to là 60. Cái chữ dB đó là đơn vị của độ to, và người ta gọi là decibel ha. Độ to của âm được đo bằng đơn vị là decibel. À, em ký hiệu là chữ D nhỏ và chữ B viết hoa. Chưa nè. Và ngưỡng đau tay là cái ngưỡng mà mình không nghe được nữa, mình nghe mà mình chát, mình rát cái tay luôn á, là khoảng 130 decibel. Chưa nè. Và bên phải đó là bảng về độ to của một số âm bình thường. Có tiếng thì thầm, tiếng nói chuyện, tiếng nhạc, tiếng ồn. Được chưa? Khi mà các em có phải nhớ cái này nha. Có thể trắc nghiệm sẽ cho các em á. Ở ví dụ như người ta hỏi là khi mà nói chuyện thì thầm thì âm độ to của âm khoảng bao nhiêu thì mình phải nhớ đó là 20, được chưa nè. Chịu khó xem cái bảng này nha. Những cái mốc quan trọng như là cái ngưỡng đau tai là đặc biệt nhất. Nếu mà trên 130 là mình đau tai nè. Chưa? Rồi, tiếp nha. Rồi, cô tiếp. Rồi, câu C4. Khi gãy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to hay nhỏ, tại sao? Rồi, bạn Khang trả lời cho cô nha. Khang trả lời câu hỏi này được không ạ? Tại sao vậy Khang? Cái gì dao động lớn? Biên độ dao động hay là tần số dao động vậy Khang?
sao nè, biết không nè, biên độ. Rồi, bạn nói là khi gảy mạnh một dây đàn thì tiếng đàn sẽ to vì biên độ dao động nó lớn. Cô hỏi ý một bạn nữa xem, bạn ý ý trả lời câu C4 giùm cô xem. Vì sao nè? Rồi cô hướng dẫn ý ha. Tiếng đàn của mình to hay nhỏ thì phụ thuộc vào cái gì vậy ý? Nãy giờ cô dạy đó. Tần số âm thanh là nó sẽ quyết định là tiếng đàn của mình trầm hay bổng, con nhớ không? Đó là về độ cao của âm. Còn nói về to và nhỏ thì người ta nói về cái độ to của âm. Con phân biệt được độ to và độ cao không nè? Ý phân biệt được độ to và độ cao chưa nè? Đại khái rồi. Các bạn nhớ cho cô ha. Nói về độ to thì mình phải nói là nó to hoặc nó nhỏ. Và một đại lượng liên quan chặt chẽ với cái này là biên độ dao động. Nhắc tới độ to của âm thì mình phải nhớ tay ngay là nó to hay nhỏ và biên độ dao động của nó sẽ như thế nào đó. Còn nói về độ cao, cao thì người ta nói đến sự trầm hoặc bổng, hoặc là âm thấp, âm cao, được chưa? Và cái độ cao của âm thì mình nhớ ngay đến một cái đại lượng, đó là tần số dao động, chưa? Các con phải phân biệt được thế nào là độ cao, thế nào là độ to mới được. Nó dễ nhầm lẫn, được chưa? Các bạn có phân biệt được hết chưa nè? Huy phân biệt được thế nào là độ cao, thế nào là độ to không Huy? Được ha. Phúc không thể được chưa Phúc? Rồi, bạn Hương phân biệt được chưa nè? Rồi. À, cái này thì các con phải học bài ha. Vậy thì trở lại với câu vận dụng C4 này, người ta hỏi là đàn to, tiếng đàn to hay là nhỏ? Thì mình phải nhớ ngay đến, nếu mà to hay nhỏ thì mình phải nhớ tới biên độ dao động, được chưa? Và mình khẳng định là nếu gãy mạnh thì hiển nhiên tiếng đàn nó phải to rồi, bình thường mình thấy vậy mà. Nhưng mà mình giải thích một cách vật lý hơn, tiếng đàn to thì biên độ dao động của nó phải như thế nào vậy Phốt? Biên độ lớn hay nhỏ cơ? Đúng rồi, các bạn nhớ ha. Nhắc đến to hay nhỏ là mình phải nhớ ngay tới cái biên độ liền. Hiển nhiên tiếng đàn sẽ to hơn khi gãy mạnh và biên độ của nó phải lớn, được chưa nè? Thì mình có kết luận là khi gãy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to vì dây đàn sẽ dao động mạnh, biên độ lớn, âm phát ra sẽ to, được chưa? Tiếp ha. Đây, hãy so sánh biên độ dao động giữa sợi dây đàn trong những cái trường hợp ở hình số 1, hình số 2 đó. Bạn nào so sánh được đây? Các bạn nào xung phong không con? Là gì nè? Biên độ dao động là gì vậy Huy?
Alo, các bạn có nghe cô nói không? Tao mất hết rồi. Hương, Hương có đó không Hương? Ủa, nãy giờ cô nói các bạn có nghe không vậy? Cô gọi tên các bạn quá trời luôn. À, dạ, chắc tại cái mic. Rồi, rồi, cô xin lỗi, dạ, chắc tại cái mic của cô quá. Rồi, một bạn Hương đi, Hương nhắc cho cô xem biên độ dao động là gì vậy Hương? Là gì vậy nè? Bạn nào nhớ biên độ là độ dao động là gì không? Hỗ trợ bạn Hương mình xem. Khái niệm này quan trọng lắm nha mấy em, ráng học cái khái niệm này ha. Rồi, Huy có đó không Huy? À, Huy cho nhắc lại cho cô xem biên độ dao động là gì nè. Rồi, cô nhắc lại ha. Biên độ dao động là độ độ lệch nha con. Độ lệch xa nhất so với cái vị trí cân bằng của mình. Đây, trong hai cái hình các bạn nhìn lên cái bài trình chiếu của cô ha. Trong hai cái hình trường hợp đầu tiên, đây là vị trí cân bằng. Chưa có chuyện gì xảy ra so với cái, ở cái cọng dây đàn này hết, chưa có gì hết, được chưa? Trường hợp thứ hai, à, con nhìn này ha, cọng dây đàn của mình nó đã bị kéo lên rồi, nó cong rồi nè, thấy chưa? Và cái độ lệch này nè, à, cái khoảng này, cái khoảng cô đưa chuột này ha, nó được gọi là độ lệch, được chưa? Hay người ta gọi nó là biên độ dao động. Tương tự như vậy, đối với trường hợp 2 này, mình cũng kéo lệch cái cọng dây đàn này ra một xíu. Thì cái khoảng cách từ M đây, từ M xuống tới cái chỗ cân bằng lúc nãy, người ta cũng gọi nó là độ lệch hay là biên độ dao động của sợi dây đàn này, được chưa nè? À, cái khoảng này cũng là biên độ dao động. Đây, cô đánh dấu cho các bạn ha. Đây, từ đây xuống tới đây là biên độ dao động nè, được chưa? Đây xuống tới đây là biên độ dao động. Rồi, các bạn hiểu khái niệm biên độ dao động chưa? Khái niệm này cực kỳ quan trọng nha, phải học nha chưa? À, vậy thì bạn nào so sánh cho cô xem ở hai trường hợp này biên độ dao động nào lớn hơn? Bạn Khang so sánh được không nè? Trong trường hợp 1 và 2, cái nào biên độ dao động lớn hơn vậy Khang? À, các bạn dễ dàng nhận thấy là đối với trường hợp 1 nó lệch, nó nhiều hơn, cô vẽ xuống thấy nó dài hơn, thấy không? Thì trường hợp 1 của mình, biên độ dao động sẽ lớn hơn, được chưa? Sao Hương? Hương nói lại giùm cô chưa nghe Hương ơi. Alo, Hương đâu rồi? Hương ơi. Các bạn nãy có bạn nào nghe bạn Hương nói gì không dạ? Alo Hương ơi, em có nghe cô nói không Hương? Các bạn khác có nghe cô nói không vậy các bạn? Hồi nãy các bạn có nghe bạn Hương nói cái gì không vậy? Các bạn có nghe cô nói bình thường không? Sao tự nhiên bạn Hương nghe không được kỳ vậy ta? Alo Hương ơi.
Alo. À, hồi nãy Hương nói gì với cô vậy Hương? À, con nghe được, có cần cô nói lại không nè? À, cô nói lại cho con ha. À, các bạn chịu khó nghe lại một lần nữa ha. Biên độ dao động là cái vị trí mà nó lệch so với vị trí cân bằng. Trường hợp đầu tiên đây là vị trí cân bằng nó nằm im như vậy, dây đàn mình chưa có gì hết. Được chưa nè? Trong trường hợp 1 người ta sẽ kéo cái dây đàn lên là nó sẽ bị lệch đi đúng không? Nó không còn ở vị trí cũ nữa. Và cái độ lệch này, cái đoạn lệch đỏ của cô nè. Cái đoạn lệch đỏ này người ta gọi là độ lệch, hay gọi một cái tên khác là biên độ dao động, là cái nguyên một cái khoảng này. Trường hợp 2 cũng vậy, người ta cũng kéo lệch sợi dây đàn đi, nhưng mà người ta kéo lệch ít hơn một xíu. Mình thấy là từ đây tới đây nó lệch ít hơn so với cái anh này bự hơn. Và cái khoảng lệch này được gọi là biên độ dao động. Và bạn so sánh thì bạn Hương so sánh cho cô trường hợp 1 và 2 biên độ nào lớn hơn vậy Hương? Alo, Hương ơi, em có nghe không nè? À rồi, sao nữa rồi? Có lẽ mic của bạn Hương sau đó không có nghe được. Các bạn nghe cô nói bình thường phải không ta? Có ai nghe hợp hay là khó nghe không vậy các bạn? Ồ, không. Rồi. Bạn Hương nè, chắc có vẻ là mic của mình hoặc là cái tai nghe của mình có trục trặc rồi đó. Anh là mình kiểm tra lại nha em. Rồi, cô... ừ. Rồi, bây giờ cô nói tiếp ha. Mình hoàn toàn mình có thể thấy đây, cái lần màu đỏ cô vẽ đây là độ lệch. Trong trường hợp 1 này, cái độ lệch hay cái biên độ dao động của dây đàn lúc nãy nó lớn hơn so với ở trường hợp 2. Nên mình kết luận là biên độ dao động ở trường hợp 1 sẽ lớn hơn. À. Tiếp. C6. Khi máy thu thanh phát ra âm to, âm nhỏ thì biên độ dao động của màng loa khác nhau thế nào? À, bạn Phúc đi, Phúc trả lời cho cô câu hỏi này được không nè? Lớn hơn. Vậy thì nếu mà âm nhỏ hơn thì sao con? À, bạn nói là khi máy thu thanh phát ra âm to thì biên độ dao động của màng lo nó lớn. Ngược lại khi máy thu thanh phát ra âm nhỏ thì biên độ dao động của màng lo nó nhỏ đi. À, cô hỏi ý kiến của một bạn nữa ha. Bạn ý có đồng ý với câu trả lời của bạn không vậy em? Bạn trả lời đúng không nè? Đúng ha. Rồi, câu trả lời của hai bạn hoàn toàn chính xác ha. Mình cứ nhớ âm phát ra to thì dao động sẽ mạnh hơn. Và mình để ý mấy cái máy thu thanh, mấy cái máy bình thường á, con nói dở khỏi nói gì, con chỉ nhớ cái lo của mình á, con biết cái lo không? Bình thường nhà mà hay nghe nhạc, nghe này kia, có cái thùng lo bự bự đó. Con lại con nhìn con sẽ thấy. Nếu mà âm to thì cái màng lo nó sẽ đập ra, đập vô, đập ra. Cậu cảm thấy là nó đập rất là mạnh, khoảng cách của nó rất là xa, nó lệch rất là nhiều. Còn đối với trường hợp mà khi mà nó phát âm nhỏ thì cái màng lo của mình nó sẽ dao động với biên độ nhỏ hơn. Chờ, tiếp nha. Đây, một bạn hãy cho cô biết hãy ước lượng độ to của tiếng ồn trong sân trường giờ ra chơi thì nằm trong khoảng nào? À, tiếng ồn giờ ra chơi thì nằm trong khoảng nào đây?
bạn nào có thể cho cô biết không? Bạn Hương đi, Hương còn nghe không nè? Con nghĩ là nó khoảng nằm nằm trong khoảng nào nè? Tám mươi decibel. Rồi, bạn Hương nói là cái tiếng ồn trong sân trường giờ ra chơi nó nằm khoảng 80 decibel, đó là bạn đó. Rồi cô hỏi một bạn nữa ha. Bạn Khang đi. Khang nghĩ tiếng ồn trong giờ ra chơi của mình nó sẽ nằm vào trong khoảng nào vậy con? Con nghĩ là 80. Rồi cô hỏi thêm một bạn nữa. Bạn Huy đi, con nghĩ là nó nằm khoảng bao nhiêu vậy Huy? Một trăm. Rồi bây giờ mình phân tích cái bảng hai này ha. Nếu tiếng nói chuyện thì thầm thì là 20 decibel, tiếng nói chuyện to bình thường là 40 decibel, tiếng nhỏ to là 60, tiếng ồn rất to ngoài đường phố là 80 decibel, tiếng ồn của máy móc nặng trong công xưởng là 100 decibel. Người ta hỏi mình là tiếng ồn trong giờ ra chơi thì nó là tiếng ồn lớn hay là tiếng ồn nói chuyện to bình thường? Tiếng ồn trong giờ ra chơi là tiếng ồn thật là lớn, rất lớn hay là chỉ là tiếng đồ ồn nói chuyện bình thường đây? À, bạn bạn Huy. À, nó lớn. Nó có lớn mà khó chịu, khiến người nghe khó chịu không? Không. Rồi, câu hỏi một bạn nữa. Bạn Ý đi. Cái tiếng ồn giờ ra chơi nó là nói chuyện to bình thường hay là nó rất là ồn luôn vậy Ý? Nó ồn mà là bình thường đúng không nè? Ừ, nó chưa có chói tai, chưa có nghe bực bội được chưa? Nên là mình sẽ nó vào khoảng 40 đến 60 decibel thôi, được chưa? Còn 80 decibel là tiếng ồn rất to. À, con thấy không? Trong đó nó để là rất to thì nó rất là lớn ha. Còn cái tiếng nói chuyện trong giờ ra chơi thì thường thường nó chỉ to hơi hơi hoặc là nó lớn hơn chút xíu thôi. Nên người ta sẽ xếp nó vào khoảng là 40 đến 60 decibel. Được chưa nè? Các bạn nhớ chỗ này ha. Rồi, đi tiếp nha. Đây, hướng dẫn về nhà, học bài, làm bài tập, đọc phần em có biết. Xem trước bài. Rồi, bài 12.1. Vẫn phát ra âm to hơn khi nào? Có bạn nào xung phong câu này không? Bạn nào biết câu trả lời cứ bật mí lên nói cho cô ha. Vọng phát âm to hơn khi nào? Câu nào vậy con? Ok, bạn khác, bạn nào nữa mới bật mí câu nào đây? Ok, rồi còn bạn nào nữa không? Rồi, khi nói về âm to thì mình phải xét đến cái khái niệm là biên độ dao động hay là tần số dao động vậy Khang? À, vậy thì câu nào mà có tần số dao động là bỏ qua. Vậy thì mình đã bỏ qua được đáp án C và mình lội luôn cả đáp án D. Không, tại vì cô C đã lội thì không thể nào chọn cả ba trường hợp được. Vậy thì mình sẽ chọn là vật dao động nhanh hay là vật dao động mạnh vậy Huy? À, vật dao động mạnh. Vật dao động mạnh có nghĩa là biên độ nó lớn. Còn vật dao động nhanh là cái gì nha? Lớn vậy Phúc?
vật dao động nhanh là cái gì lớn ta? Phúc ơi, Phúc có đó không nè? Không rồi, Phúc cũng chưa rồi. À, bạn bạn Hương đi. Một vật dao động nhanh là cái đại lượng nào của nó lớn vậy Hương? Lâu lâu biết con vật không lên rồi. À, vật dao động nhanh là cái đại lượng nào lớn vậy? Ý đi. Đúng rồi, vật dao động nhanh thì tần số sẽ lớn. Vì tần số nó nói về số dao động trong một giây, nó dao động càng nhanh thì tần số nó sẽ càng lớn. Vậy là câu A này nó cũng đề cập tới tần số luôn. Nên là mình sẽ loại luôn câu A. Đáp án đúng là câu B. Vật phát ra âm to khi dao động càng mạnh hơn. Được chưa? Câu này chọn câu B nha. Câu tiếp nha. À, làm xong bài tập này rồi về nè. Nghỉ nè. Hãy chơi đàn guitar. Bạn thay đổi độ to của nốt nhạc bằng cách nào? Bạn Hương có đó không ta? Hương ơi, Hương đâu rồi? Ừ, con trả lời câu A được không? Không. Rồi, cô hỏi một bạn khác. Bạn Huy đi, Huy trả lời câu A cho cô được không nè? Huy cho hả? Cô chưa nghe Huy nói lại cho cô nghe chứ nè. Thì cái độ to này sẽ thay đổi được chưa nè, đúng không nè? Rồi, các bạn nhớ không nè, khi thay đổi độ to, muốn thay đổi độ to thì mình phải thay đổi cái biên độ dao động. À, và muốn thay đổi biên độ dao động thì mình phải gãy mạnh hoặc là yếu. Nên là bạn Huy mình trả lời hoàn toàn chính xác. Để thay đổi độ to thì mình chỉ cần gãy mạnh hoặc là yếu đi. Nếu mình gãy mạnh thì biên độ nó sẽ lớn, âm phát ra sẽ to hơn. Còn nếu mà mình gãy yếu để nhẹ đi thì biên độ nó sẽ nhỏ và âm phát ra sẽ nhỏ. Được chưa nè? Bạn Huy trả lời hoàn toàn chính xác ha. Rồi câu B. Dao động và biên độ dao động của sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi bạn gãy mạnh gãy nhẹ? À, câu B này bạn Huy trả lời. Bạn Huy vừa trả lời rồi, được chưa nè? Tiếp ha, câu C, câu B là bạn Huy đã trả lời luôn rồi. Dao động của sợi dây đàn guitar khác nhau như thế nào khi bạn ấy chơi nốt cao và nốt thấp? Câu này bạn nào trả lời được cho cô? Phúc trả lời được câu này không Phúc? Biết tập bật lại được chưa nè? Phúc trả lời câu C cho cô được không? Khi mà ảnh hưởng đến cái nốt cao nốt thấp thì mình phải thay đổi cái gì vậy Phúc?
mình phải thay đổi cái gì? Cái nói với độ độ cao thì mình nhớ tới chữ gì? Tầm gì? Tần số, nhớ không? Nói về độ cao, độ thấp thì mình phải nhớ ngay đến tần số dao động. Vậy thì hiển nhiên muốn thay đổi nó cao nó thấp, mình phải làm cho dây đàn nó dao động nhiều hay ít đi, bằng cách là mình sẽ làm cho nó như thế nào đây? Ý làm cách nào để mình thay đổi tần số dao động đây? Rồi nó nhanh lên. Ừ rồi, cũng đúng. Nhưng mà mình ý cho cô hỏi ha, nếu là chỉ là một phím đàn thôi, mình chỉ kéo một 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 nốt thôi, thì nếu mà đánh nhanh hơn nó ra nhiều nốt rồi sao? Nhưng mà thực chất một 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 dây đàn của người ta, thường một bài hát của mình nói độ cao thấp thì người ta chỉ thích là nốt thôi, là một cái lần mình đánh thôi. Nếu mà mình nói mình đánh nhanh hơn, đánh nhanh hơn thì cô cảm giác là như là mình đánh được nhiều nốt hơn à. Có cách nào để mình thay đổi được tần số của cái dây đàn này không ta? Bạn bạn Khang biết không nè? Bạn Huy biết không Huy? Rồi, bạn có cùng ý tưởng với tôi tặng ý lúc nãy là để cho thay đổi được được cái nốt cao thì mình phải đánh nhanh lên để cho tần số nó cao. Được chưa nè? Còn cách nào khác không ta? Các bạn nào còn cách nào khác không? Bây giờ cô làm cho dây đàn nó căng ra được không nè? Nếu cô làm dây đàn nó căng ra rồi cô mới kéo đà kéo cộng dây đàn thì tần số nó mạnh hay yếu vậy? Bạn nào có thể cho cô biết không nè? Nếu mà cô làm căng cộng dây đàn rồi cô mới kéo thì tần số lúc này nó lớn hay là nó nhỏ? Nó lớn, chưa nè. Vậy thì còn một cách nữa là mình sẽ điều chỉnh cái độ căng của dây đàn, đúng không? Nếu mà làm cho căng nhiều thì nó dao động sẽ càng nhanh đi, nó sẽ ra rất cao. Còn mình làm ít căng hơn thì mình sẽ cho dao động nó sẽ ít lại và nó sẽ ra nó thấp. Vậy thì làm thế nào để điều chỉnh cái sự căng của dây đàn vậy mấy bạn? Các bạn nào biết không? Làm thế nào đây? Kéo hả? Kéo dây đàn dài ra. Còn cách nào nữa không? Mấy thấy mấy anh chị đàn guitar thường làm gì ta? Bấm làm gì? Bấm gì chi vậy? Đúng không? Sẽ có động tác bấm gì nè. Đó, người ta gọi là bấm phím đàn đó. Các bạn nào biết bấm vậy chi không? Có ai đam mê guitar trong này không? Thôi vậy cô nói ha. Bình thường mình thấy ha, khi chơi guitar cái tay của mấy anh thường thường dựng ở trên cái cán của cái đàn. Cái mấy ảnh bấm một cọc dây vậy nè. Khi mà mình nhấn vô vậy, mình bấm mình đè lại thì cái dây đàn của mình nó sẽ căng. Nó sẽ căng hơn bình thường, hoặc là mình bấm mình đè ít thì dây đàn nó sẽ ít căng hơn. Và từ đó mình sẽ điều chỉnh được cái tần số. Được không nè? Các bạn được không? Hiểu không vậy ý? Huy hiểu không Huy? Rồi, vậy thì bây giờ nội dung tiết học của mình đã hết. Nói về độ to của âm thì các em phải nhớ về biên độ dao động. Và biên độ dao động càng lớn thì độ to của âm càng cao và ngược lại.
À, bài này còn gì thắc mắc nữa không nè? Có bạn nào thắc mắc gì không hỏi cô? Bạn Ý, bạn Khang, bạn Huy, bạn Phúc, bạn Hương. Năm bạn có bạn nào thắc mắc không? Im lặng là không đúng không? Không vậy mình xong nha. Rồi, tiết học kết thúc tại đây được không nè? Không ai trả lời cô hả? Học nữa hả? Nữa hen. Không ai trả lời cô ngồi cô dạy tiếp à. Thôi, thôi nghỉ ha. Rồi. Các bạn có gì thắc mắc thì liên hệ cô, không thì cứ trực tiếp liên hệ cô Hằng ha. À, bài học của mình đến đây là hết.